Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một bộ phim kinh dị viễn tưởng của Hàn Quốc sản xuất năm 2019 có tựa đề Zombie for Sale. Mời các bạn xem phim. Tại trụ sở bí mật của một công ty công nghệ sinh học, một loại virus lạ đã nhanh chóng lây lan biến con người thành zombie. Một trong những xác sống chui lên khỏi ống cống và hướng về thị trấn nhỏ Gungsan. Cùng lúc đó, một chiếc xe bị mất lái đâm vào lề đường khiến chiếc xe bị hỏng nặng. Ngay lập tức có một người đàn ông đi đến và móc một sợi cáp vào xe của họ. Thì ra anh ta là một đinh tặc tên là Jung-gun. Anh ta thường xuyên giải đinh trên đường cao tốc để bẫy người đi đường. Sau đó sẽ kéo xe của các nạn nhân về gara để sửa chữa. Sáng hôm sau họ sẽ nhận được một hóa đơn vô cùng đắt đỏ. Người chồng tỏ ra rất thân thiện, trong khi người vợ tên là Nam-ju thì vô cùng lạnh lùng. Nếu bạn đang phàn nàn về chi phí sửa chữa đắt đỏ mà nhìn thấy cô gái trẻ tên là He-gun bất ngờ xuất hiện với chiếc xẻng trên tay, bạn sẽ vui vẻ trả tiền và nhanh chân chuồn khỏi đó. Quay trở lại với anh chàng ma cà rồng, anh ta đang lang thang trên đường để tìm kiếm đồ ăn. Mặc dù là một con ma cà rồng nhưng dường như anh ta vô hại. Hóa ra mọi người chỉ nghĩ đó là một kẻ ăn mày mà không biết rằng anh ta là một xác sống. Anh ta dừng lại trước một con chó hoang, tưởng rằng có thể thỏa mãn cơn đói của mình, nhưng xác sống lại bị con chó đuổi chạy quanh làng. Trong khi đó, cha của Jung-gun là Mandeok đang chơi bài với những người bạn của mình thì nghe thấy tiếng chó sủa lớn bên ngoài ngôi nhà. Ông ấy lập tức đuổi con chó đi chỗ khác. Sau đó ông bước vào nhà tắm thì bất ngờ bị ma cà rồng lao vào tấn công. Thật không may Mandeok đã bị nó cắn vào trán trước khi nó rời đi. Một lúc sau zombie gặp He-gun. Cả hai bị con chó hoang tiếp tục đuổi theo. Họ chạy đến một con đường lớn thì gặp anh trai của He-gun tên là Min-gun. Anh ấy chẳng biết nếp tẻ gì nhưng cũng vứt ba lô bỏ chạy. Cuối cùng cả ba người bị con chó đuổi theo. Bỗng He-gun bị ngã khiến thấy ma dễ dàng đuổi kịp cô ấy. Nhưng ngay trước khi anh ta tấn công cô gái, một chiếc xe cẩu nhỏ đã đâm trúng và hất văng anh ta ra giữa cánh đồng. Thì ra đó là anh trai cả của họ, Jung-gun. Mặc dù Jung-gun rất lo lắng sau vụ tai nạn, tuy nhiên thấy ma vẫn sống sót và tiếp tục bỏ chạy. Vài tiếng sau Mandeok trở về từ bệnh viện sau khi băng bó vết thương. Ông ấy luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến Hawaii. Ông luôn mặc chiếc áo sơ mi Hawaii và ngắm những bức ảnh về hòn đảo xinh đẹp này mà không biết chán. Tối hôm đó, hai cha con He-gun phát hiện ra anh chàng xác sống đang ở bên trong nhà kho của họ. Ngay lập tức Mandeok dùng sẻng lao vào tấn công anh ta, trong khi He-gun sợ hãi chạy đi gọi các anh của mình. Jung-gun lao vào tung cú đá đẹp mắt hất văng thầy ma. Cả nhà vô cùng sửng sốt khi nghĩ rằng anh ta đã chết. Nhưng đột nhiên xác sống cử động khiến bố con họ vô cùng sợ hãi chạy ra khỏi nhà kho và đóng chặt cửa lại. Mọi người rất hoang mang không biết anh ta là giống người gì mà sống ra như vậy. Bỗng Min-gun phát hiện ra anh chàng đó có thể là một thây ma và cho mọi người xem một đoạn clip về sự tấn công của chúng. Mọi người từ từ tránh xa ông bố của mình vì biết sớm muộn gì cha họ cũng biến thành zombie. Ngay lập tức Nam-ju dùng chảo rán đánh ngất bố chồng và nhốt Mandeok bên trong chiếc xe kéo của ông ấy. Ngày hôm sau Min-gun tìm hiểu về ma cà rồng trên Internet và giải thích với mọi người như một chuyên gia. Anh ấy cho rằng sau khi bị zombie cắn, virus sẽ lan khắp cơ thể và biến nạn nhân thành một xác sống. Chúng sẽ không còn cảm xúc và thích ăn cải bắp vì cho rằng nó giống não người. Min-gun nói rằng đó không phải là bố của họ nữa nên phải giết ông ấy nếu không mọi người sẽ chết. Trong lúc mọi người nói chuyện, Mandeok rời khỏi chiếc xe kéo, sau đó đi vào bên trong ngôi nhà. Bất ngờ Min-gun xông đến tấn công bố của mình nhưng bị anh cả chửi bới đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Lúc này He-gun không còn sợ anh chàng zombie như trước nữa. Thấy anh ta vô hại, He-gun đưa cải bắp cho zombie ăn và đặt tên cho anh ta là zombie. Cô ấy quyết định nuôi zombie như một thú cưng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, Nam-ju quyết định nhổ hết răng của zombie. Ngày hôm sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mandeok không những không biến thành zombie, mà thậm chí ông ấy còn trẻ lại và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Mandeok nhận ra rằng chính zombie đã mang lại sự may mắn cho ông ấy. Những người bạn già không ngừng cầu xin Mandeok tiết lộ bí quyết về sự trẻ trung của ông ấy. Mandeok kể lại cho người bạn của mình nghe về zombie, nhưng ông không ngờ Min-gun đã nghe được câu chuyện của họ. Sáng hôm sau, những người bạn của Mandeok mang tiền đến năn nỉ ông ấy cho zombie cắn để giúp họ có thể trẻ lại. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, Mandeok đưa họ đến nhà kho nhưng anh chàng zombie đã biến mất. Thì ra Min-gun có ý định bán zombie cho một công ty ở Seoul. Trên đường đi, anh ấy bị cảnh sát dừng xe vì chạy quá tốc độ, nhưng cảnh sát nhận ra anh ấy là người làng sau khi hai người nói chuyện vui vẻ. Cảnh sát chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng động trên xe. Họ lập tức mở nắp thùng đồ thì phát hiện thấy một người bị trói bên trong. Cả Min-gun và zombie sau đó bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi họ tháo băng dính trên miệng zombie ra thì thấy anh ta không còn răng nữa. Đúng lúc đó thì cha con Mandeok bước vào. Ông ấy tuyên bố zombie chính là con của ông và sai He-gun đưa zombie về nhà.
Tối hôm đó, Man Đẽo nghĩ ra một cách, đó là lấy hàm răng giả để lắp cho zombie. Những người bạn già của Man Đẽo tiếp tục kéo đến với hy vọng mình sẽ được trở lại. Công việc kinh doanh của Man Đẽo diễn ra ngay trong đêm. Mọi người phải trả 500 đô cho một vết cắn. Nam Ju cất tất cả số tiền kiếm được vào trong một chiếc hộp trước ánh mắt tò mò của mọi người. Sáng hôm sau, tất cả những người bị cắn chạy quanh làng để ăn mừng. Sức khỏe thời trai tráng đã quay trở lại với họ. Trong khi đó, nghe tiếng hét của Nam Ju, mọi người chạy đến thì phát hiện ra thùng tiền trống rỗng. Hóa ra Man Đẽo đã lấy hết số tiền thu được và thực hiện một chuyến đi đến Hawaii. Tin tức về zombie nhanh chóng được lan truyền khắp làng. Hegun dẫn anh ta đến một cánh đồng cải bắp rộng lớn. Zombie thích thú ngồi ăn một cách ngon lành. Cô ấy chơi đùa cùng anh chàng sắc sống và dần bắt đầu có tình cảm với anh ta. Trưa hôm đó, dân làng lũ lượt kéo nhau đến nhà Jungun. Mấy anh em sợ hãi chạy vào nhà đóng chặt cửa lại và trốn bên trong. Tuy nhiên họ đến không phải để tấn công mọi người, mà họ muốn trả gấp đôi số tiền để được zombie cắn với mong muốn được trẻ trung và sung mãn như Man Đẽo. Ngày càng đông những người dân kéo đến và họ phải xếp hàng để được thây ma cắn. Lợi nhuận của gia đình Nam Ju bắt đầu tăng vọt. Mọi người cải tạo chiếc xe kéo làm căn nhà mới cho zombie, thậm chí họ còn đầu tư một hàm răng giả mới cóng cho anh ấy. Hegun không ngại đưa zombie đi làm đẹp và còn để cho anh ta cùng ăn như người nhà. Một hôm Hegun nghe thấy anh trai nói chuyện với ai đó về việc sẽ bán zombie. Ngày hôm sau cô ấy đưa zombie vào rừng. Sau khi dặn dò zombie hồi lâu, Hegun bỏ anh ta lại rồi quay về. Trong khi đó, ở một đám cưới trong thị trấn, những người bị zombie cắn bắt đầu cảm thấy rất nóng lực. Cơ thể của họ đang có sự thay đổi và họ ăn một cách vô thức. Lúc này, Min Gun đã phát hiện ra zombie biến mất. Anh ta vội đi tìm zombie khắp nơi. Cuối cùng, Min Gun cũng tìm thấy zombie, sau đó đưa anh ta đến bến xe để mua vé đi Seoul. Trong đám cưới, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hóa ra những người bị zombie cắn đều đã bị nhiễm virus. Tất cả các vị khách mời đã trở thành những thây ma và cắn xé lẫn nhau. Virus lây lan nhanh chóng, xác sống xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một thây ma đột nhập vào bên trong nhà kho và tấn công Hegun. Cô ấy chạy đến chỗ anh trai của mình cầu cứu. Xác sống là một người hàng xóm của họ. Khi ông ta lao đến liền bị Nam Ju hạ gục. Đúng lúc đó thì cảnh sát xuất hiện chĩa súng về phía Jungun và cho rằng họ là những kẻ giết người. Bỗng xác sống tỉnh dậy và bất ngờ tấn công cảnh sát. Đúng lúc đó rất đông các thây ma bắt đầu kéo đến. Ba người lập tức chạy vào bên trong ngôi nhà cố thủ. Sau khi đóng kín cửa sổ và chặn tất cả các cửa ra vào, họ nghiên cứu về cách sống sót trước zombie, sử dụng các dụng cụ sẵn có trong nhà. Cuối cùng họ cũng tạo ra một bộ giáp để có thể tránh sự tấn công của các thây ma. Trong khi đó, ở bến xe lúc này đã tràn ngập zombie, Min Gun cũng đã trang bị cho mình được một bộ giáp. Sau đó anh ta lấy cắp một chiếc xe lượn lách qua rất đông các thây ma trên phố rồi phóng thẳng về nhà. Một lúc sau, lũ xác sống đã đột nhập vào bên trong ngôi nhà. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Nam Ju vẫn không quên mang theo hộp tiền của mình. Ba người trèo lên mái nhà kho trốn thoát khỏi sự truy đuổi của các xác sống. Đúng lúc đó thì Min Gun đã kịp về đến nhà. Anh ta lấy ra một đống pháo hoa và bắt đầu tấn công những thây ma. Mặc dù anh trai liên tục cảnh báo rằng phía trước là trạm xăng không được bắn, nhưng Min Gun không hề nghe thấy, vẫn vô tư nã pháo về phía zombie cho đến khi phát hiện pháo trong xe bắt đầu bốc cháy buộc anh ta phải ra khỏi xe. Chiếc xe bốc cháy thu hút sự chú ý của các thây ma. Bỗng một loạt pháo hoa được bắn lên trời. Tất cả các xác sống đắm chìm trong sự mê hoặc của thứ ánh sáng đầy màu sắc như thể chúng đang bị thôi miên. Đúng lúc nguy cấp thì Nam Ju vỡ ối và đau bụng dữ dội. Nhưng cô ấy không thể sinh con ở đó. Hai anh em họ mặc đồ của zombie và đi ra ngoài. Hai người cố gắng bắt chước và hành động như thể họ cũng là những thây ma. Khó khăn lắm mới đến được chỗ chiếc xe, nhưng Jungun đã bỏ quên chìa khóa. Trong khi đèn xe phát sáng, lũ xác sống lại bị thu hút về phía chiếc xe. Hai người vô cùng sợ hãi khi bọn chúng kéo đến và bắt đầu tấn công chiếc xe. Bất ngờ Hegun xuất hiện cầm theo một chiếc máy cắt cỏ xông đến nhưng sớm bị bao vây. May mắn zombie đã xuất hiện kịp thời để che chắn cho cô ấy. Trong lúc hỗn loạn, một xác sống vô tình làm chập điện khiến hệ thống bóng đèn phát sáng thu hút sự chú ý của zombie. Nhân cơ hội đó, Jungun rời khỏi xe để đi lấy chìa khóa. Tuy nhiên anh chưa kịp vào nhà thì đèn đột ngột tắt khiến lũ xác sống lại quay về phía anh. Ngay lúc đó em bé cất tiếng khóc chào đời. Lũ thây ma nghe thấy lập tức lao về phía ngôi nhà. Jungun liều mạng chiến đấu với bọn chúng và cố gắng đi vào bên trong ngôi nhà. Cuối cùng anh ấy cũng lấy được chìa khóa xe. Hai mẹ con Nam Ju thì đang mắc kẹt bên trong chiếc thùng xe kéo. Trong khi đó rất đông các thây ma đang tiến đến. Hegun quyết chiến đấu với lũ xác sống để bảo vệ chị dâu và đứa cháu mới lọt lòng. Jungun cố gắng ném chìa khóa xe cho Min Gun. Cuối cùng Min Gun cũng khởi động được chiếc xe và kéo chiếc thùng xe cùng mẹ con Nam Ju và Hegun thoát khỏi đó, để lại zombie và lũ xác sống phía sau.
Sau khi mọi người đi xa, zombie đốt lửa làm nổ tung máy bơm xăng. Vụ nổ lớn thiêu rụi mọi thứ xung quanh đó. Sáng sớm hôm sau, cả nhà phải dừng xe và nhốt Jun-gun trong cabin bởi vì anh ấy đã biến thành xác sống. Trong lúc mọi người đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng ai đó tiến về phía mọi người. Thì ra cha của họ đã trở về sau chuyến đi Hawaii. Mọi người bối rối không hiểu tại sao Mandeok lại không biến thành zombie như những người khác. Thì ra một số người đã miễn dịch với virus và họ cũng là liều thuốc giải để biến thây ma trở lại thành người. 6 tháng sau, virus zombie đã lây lan ra khắp Hàn Quốc. Vì lẽ đó gia đình Mandeok phải đi khắp nơi để giúp những người nhiễm bệnh. Zombie cũng đã trở lại thành người. Video tóm tắt phim xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.